Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HD Radio. Mình là Tuấn Trần. Ngày hôm nay mình sẽ review và đập hộp một sản phẩm của hãng Harman Kardon, loa di động Hi-Fi. Model sản phẩm có tên là Omni 50 Plus, mà dạo gần đây trên thị trường nhận được khá nhiều các cái đánh giá tích cực về sản phẩm này. Vậy nó có đúng như lời đồn hay không thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ngay trong clip này nhé. Ok thưa các bạn, thì bây giờ trước mắt mình đây đó chính là em Omni 50 cộng. Thì điểm qua một chút về phần vỏ bên ngoài của nó thì bao gồm phía mặt trước này, nó sẽ có một biểu tượng loa này, tên màu đen này. Đó, biểu tượng có khả năng kết nối wifi này, bluetooth. Các cái ứng dụng tích hợp được bao gồm có Google Assistant hay là Chromecast hoặc là Spotify phát nhạc. Giải thưởng 2016. Đây là chế độ multi room và chế độ các bạn có thể chơi nhạc nhiều phòng khác nhau với các cái model Omni của hãng. Thế mặt sau thì cũng có tên của sản phẩm này, hình thức phát nhạc này, bao gồm sử dụng qua app ứng dụng này đến với các loa này, tạo ra một cái hệ thống âm thanh bằng wifi. Đấy. Tiếp theo đó, đây các cái tính năng của nó đây, bao gồm có cái tính năng chạy nhạc wifi này, chạy nhạc qua wifi này. Đó. Tiếp theo là các bạn có thể sử dụng Spotify đấy, ứng dụng để có thể điều khiển được. Thứ hai là ứng dụng stream Chromecast này, đấy nó cũng tương tự như cái Spotify của Chromecast thì cũng tương tự thôi. Tiếp theo đó, tức là cái thời lượng pin, nó cho phép bạn sử dụng đến 5 giờ chơi. Đấy, và có thể có chế độ pin sạc lại được. Chế độ chống nước các bạn nhé. Thế nên các bạn có thể vô tư chơi nước ở ngoài trời. Tiếp theo đó, tức là cái khả năng nó có thể truyền tải âm thanh. Đấy. Và nó có thể chạy được định dạng âm thanh lên tận 24 bit nhé, 192kHz luôn. Tiếp theo đó này, là cái nút điều khiển này. Điều khiển app. Cái phần tức là cái app ứng dụng của đấy, có ứng dụng app điều khiển riêng. Thứ hai là dùng bluetooth và thứ ba là các bạn có thể kết nối nhiều thiết bị cùng nhiều thiết bị và cùng một wifi để các bạn có thể sử dụng chạy nhạc truyền tải nhạc wifi. Đó, đây thì nó có các cái đây là các cái hướng dẫn này, đây là cách cắm sạc này, cái này là thông số về công suất này, giải tần đáp ứng này, và các cái này có thể sử dụng với các cái máy như iPod, iPhone hoặc iPad. Đây là cái quét mã QR của nó. Đây, mặt sau thì cũng có một số các thông số thôi, cũng giống như cái mặt kia thôi, chẳng qua nó được thiết kế thôi. Chúng ta đi nhanh qua phần mặt trên này thì nó sẽ có bao gồm nhá. Đây các bạn này, nó sẽ bao gồm này một cái tem của HPGI nhá, và một tem bảo kích hoạt điện tử. Thì cái này các bạn khi bạn mua hàng này, các bạn phải có cái tem này này đó, rồi các bạn kích hoạt mã seri theo đúng các cái thao tác hướng dẫn ở đây để kích hoạt hàng kiểm tra hành chính hãng. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu bóc hộp sản phẩm xem bên trong có những gì nhé. Đây thì đầu tiên chúng ta sẽ mở hộp ra này. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái hộp trang bị trên cái nắp đây. Thì bên trong xem nó có những cái gì đây. Ô, này chặt rồi các bạn, này chặt rồi các bạn ạ. Thì đây chúng ta sẽ có một cục adapter các bạn nhé. Hai dây nguồn, một cái là dạng ổ cắm dẹt, một cái là ổ cắm tròn. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có một quyển sách hướng dẫn. Rồi chúng ta sẽ có một cái nhân vật chính đây là chiếc loa. Đẹp không các bạn? Ok, vậy là hết rồi các bạn. Ok thưa các bạn, vậy là trước mắt mình đây đó chính là em Omni 50 cộng. Thì thiết kế về ngoài đi, chúng ta nhìn qua thì nó được thiết kế theo hình bầu dục các bạn. Mặt trước thì chúng ta có một cái căng lưới làm bằng nhôm. Đấy, sờ rất là mát. Đấy, phía giữa chính giữa đây có một logo của hãng Harman Kardon. Phần viền đây, viền vỏ xung quanh thì được làm bằng nhựa các bạn nhé. Và nó chống nhựa này nó được thiết kế theo cái kiểu chống vân tay các bạn ạ. Đấy, các bạn có thể sờ thoải mái nhưng mà lúc sau nó sẽ tự động mất đi. Phía mặt sau thì chúng ta sẽ
Để ý thấy này, sẽ có một cái bát cộng hưởng ở đây. Đó, một bát cộng hưởng được thiết kế theo dạng các bạn có thể dễ dàng xách này. Đấy, xách và di chuyển khá là gọn gàng. Thì đây, phía mặt trước của nó, thanh menu được thiết kế theo dạng ngang ở phía bên trên đây, bao gồm có các cái đèn LED các bạn nhé. Nó được thiết kế đèn LED để các bạn có thể sử dụng trong buổi tối. Thì đây đầu tiên chúng ta sẽ có một cái vạch hiển thị pin này. Đó, nút chọn nguồn vào, giảm và tăng âm lượng, nút link đó, để các bạn có thể kết nối với phần mềm hoặc là kết nối các thiết bị với nhau. Tiếp theo đó chính là nút tạm dừng tiếp tục. Về phần kết nối cổng kết nối thì sao? Thì phía sau đây nó sẽ có một cái phần thiết kế riêng cho khu kết nối này, bao gồm đầu tiên là bên ngoài có nút nguồn này. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cổng USB để các bạn có thể sạc ngược lại thiết bị di động cho các bạn. Tiếp theo là một cái cổng cắm adapter và một cổng kết nối có dây theo jack định dạng là 3.5. Ok, phía dưới thì đơn giản thôi, nó sẽ có cái này là thông số, tức là cái nguồn gốc xuất xứ của chiếc loa này, được in chìm các bạn nhé, được khắc chìm luôn. Đây có một cổng service này, cổng service này, nhưng mà mình cậy ra cho các bạn xem. Cổng service này thì gần như mình sẽ không bao giờ sử dụng đâu, gần như là tất cả cái này là để cho nhà hãng người ta sử dụng. Nó sẽ có một cổng kết nối riêng và người ta sẽ cập nhật các tính năng cũng như các cái công nghệ hay là các cái chất cái giải tần Equine để cho nâng cấp cái em Omni 50 này lên, nhưng mà cái này thì chỉ có nhà hãng sử dụng thôi. Tiếp theo đó ở đây sẽ có một nút là VPS để các bạn có thể pair để kết nối Wi-Fi thông qua app ứng dụng HK Controller. Đó, tiếp theo đó là đến nút reset này là reset Wi-Fi thôi các bạn. Ok, vì thiết kế như này thì chắc hẳn các bạn đã đoán ra là cái này là có khả năng chống nước rồi. Chống nước thì hiện tại thông số nhà hãng người đưa ra là chống nước theo cái chỉ số IPX5 thôi các bạn nhé. IPX5 thì loa được thiết kế với trang bị là 2 bát và 2 chép. Mỗi loa cho cái mức công suất đó là 25W các bạn. Thế là tổng mức công suất của loa này hiện tại đang rơi vào mốc 100W các bạn nhé. Và nó đáp ứng được tần số là từ 50Hz cho đến 20kHz, chứng tỏ là tiếng con này xuống cũng khá là sâu đấy các bạn. Phương thức kết nối thì nó có 3 phương thức chính. Đầu tiên đó chính là kết nối Bluetooth rồi. Tiếp theo đó chính là kết nối có dây theo dạng các cắm 3.5. Và một cái kết nối nữa mà độc đáo nhất của cái loa này đó là kết nối qua Wi-Fi và các bạn có thể stream nhạc trực tuyến. Đấy, và cái tốc độ truyền tải của nó có thể lên đến được tận các cái dòng nhạc có cái mẫu thử là 24bit và 192kHz các bạn nhé. Còn hơn cả cái DCD nữa các bạn. Tiếp theo đó này, chúng ta sẽ có cái phần mức pin thì hiện tại nhà sản xuất người ta chưa đưa ra cái mức thông số, nhưng mà người ta cho cái thời lượng sử dụng của chiếc loa này khi mà đầy pin là dùng khoảng tầm 8 tiếng các bạn nhé. Thì tùy thuộc vào mức công suất, nếu khả năng thì 8 tiếng thì chắc là chỉ tầm mốc 50% thôi, còn nếu mà mốc 100% thì chắc chỉ được khoảng tầm 5 đến 6 tiếng là cùng. Cái công nghệ Wi-Fi thì nó kết nối được hai dạng băng tần các bạn nhé, 5G và 2.4G các bạn nhé. Thế nên là các bạn có thể phù hợp với các cái mạng, bất kỳ các mạng nào của nhà bạn. Và đặc biệt là con Omni 50 này được sở hữu các cái công nghệ, ví dụ như các bạn có thể sử dụng các cái ứng dụng trực tuyến, ví dụ như Spotify, Chromecast hoặc là các cái ứng dụng nghe nhạc trực tuyến ấy, để các bạn có thể điều khiển được các cái tính năng của con này. Đấy, và đặc biệt là cái Spotify ấy, các bạn có thể dùng nó làm cái điều khiển của con này luôn. Ok, vậy là vừa rồi mình đã điểm qua một số cái tính năng cũng như các cái hình dáng bên ngoài của nó. Thì bây giờ quan trọng nhất loa thì vẫn phải thử đúng không các bạn? Chúng ta hãy cùng nghe qua một số bản thử để các bạn có thể cảm nhận được chất âm của con Omni 50 này, liệu nó có xứng đáng là một dàn hi-fi di động hay không. Chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm nào. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu, ngỡ duyên mình bên lâu lại xa cách nhau, trăng treo trên mái đầu, tâm tư nên âu sầu, qua bao nhiêu dài sầu mà lại nỡ qua cầu sang ngang. Buồn làm chi em ơi,
hết duyên phận cũng lơ làng. Tiếc một đời sơ sát ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang. Ai xeo bao phú vàng cho hoa kia úa tàn. Thương số kiếp bé bàng rồi cứ trách mình quá vội vàng. Buồn lắm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Chờ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tầm với. Đời còn bao tương lai, lá xanh vẫn kịp quay lại. Dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tiếng thơ dài. Ok thưa các bạn, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau review đập hộp cũng như là trải nghiệm thực tế đối với em Omni 50 Plus này. Thì chỉ với mức giá hiện tại trên thị trường khoảng tầm sấp xỉ khoảng tầm 10 triệu thì các bạn đã có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc loa Bluetooth mà cái hiệu quả nó mang lại nó như một bộ dàn nghe nhạc hi-fi cho các bạn nhé. Ý kiến của các bạn như thế nào thì vui lòng để lại comment ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn nút like và subscribe ủng hộ kênh YouTube của HD Radio để bên mình có động lực ra những clip tiếp theo. Ok, mình là Tuấn Trần đến từ HD Radio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau. Bye bye.